cái máy này mà đang cái máy này rất là năng suất, chỉ cần 20 phút làm cho mọi người công nhân thấy cả ngày. Máy sáo rất là đều và đẹp, ra sáo độ đẹp lắm. Còn về máy này thì hoạt động rất là ổn định và an toàn.